ngày đi đâm ếch. Đi đâm ếch về sống nuôi gia đình, bởi vì mới ra riêng đó. Đi đâm ếch, đâm từ mùa khô rồi tới nước lên rồi chống xuồng đi đi đâm theo mô cỏ rồi đó, theo bờ đìa đó. Chú đâm suốt thời gian vậy đó. Rồi về chiều thì đậu cái xuồng ở dưới sàn nhà. Rồi sáng buổi sau tiếp tục đi đâm, đem về cho thím đi bán. Bán chợ đang lấy tiền về ăn nuôi gia đình. Thì trải qua mấy năm đi săn ếch như vậy, bữa nay đó, cái đêm nay chú mới ngủ. Thì mới giờ 9 giờ thì chú nghe ếch đâu mà nó kêu nghe. Ếch ở đâu nó kêu gọi ở dưới cái sàn nhà chú. Chú mới đốt đèn, chú gọi. Thì chú thấy nhỏ nhỏ có nó nằm thả phè ở dưới cái sàn nhà, nước lên đó. Thì chú mới gọi vô dòm thì thấy có một con ếch bà bằng cái dĩa. Ếch kêu ếch bà đó nghe, bằng cái dĩa vừa lớn vừa cây, nó phóng lên mũi xuồng chú, nó nằm. Nằm trên mũi xuồng chú. Chú nói đâu à, bữa nay đâu đem đi nạp mạng mình rồi. Chú mới lấy cái chĩa kìa. Mấy em biết không, lấy cái chĩa mà chĩa đâm ếch đó mà. Ba mũi, nó bén vừa gì. Cái chú cầm chú đi lại chú nói là đâm con ếch bà này. Vì nó bằng cái dĩa bàn vậy nè. Thì nó nằm mũi xuồng chú, nó nằm đó à. Chú cầm cái chĩa chú ghi nhẹ nhẹ lại thì nó không nhảy đâu. Mà chú cầm ngay chú nghiêm rồi chú phóng xuống cái bực. Thì nó không trúng ếch mà nó nghiêm xuống xuồng. Còn ếch nó phóng lại đây cái nó ngồi lên mũi xuồng đằng kia. Ngồi mũi xuồng kia ngồi nằm cho nó. Thì chú bước lại chú rút cây sà bút ra, rút cây chĩa ra. Được rồi thì chú tưởng đâu nó nhảy lặn đâu, ai ngờ dòm thấy nó nằm mũi xuồng đằng. Bắt đầu chú bước lại chú đâm nữa. Đâm ở đẳng thì không trúng thì nhảy lần này làm hồi dâm 3-4 lần rồi mấy em biết sao, chìm xuồng luôn. Bị cái xuồng nó nhảy tới dưới lùi nè, nó phóng tới phóng lùi, còn chú thì chú đâm rồi nó phóng cho đây. Làm hồi chìm xuồng, thì khi chìm xuồng đó là chú mới té xuống nước, cái xuồng chìm rồi chú uống nước luôn. Khi mà chú té xuống rồi chú vừa uống nước, rồi chú mới lắc cái xuồng đó thì cấp uống nước thì chú la ới ới vậy đó, khoảng 9 giờ tối. Thì thím mới nghe cái gì mà giác này, ổng đâu dưới nước mà ổng la. Mới gọi đèn ra thì thấy ông còn đứng dưới nước, ông lắc cái xuồng. Thì chú la ới ới rồi là đó là mấy em biết ổng á khẩu luôn. Á khẩu luôn, không nói chuyện ra tiếng luôn, cứ nói ra là thì đó là đâm con ếch đó đó. Không chết con ếch mà chú bị cầm luôn. Rồi đó thì từ bởi tôi ra hút thuốc rồi chú là ban sưu tầm kiếm thuốc tôi rồi gia đình mới kể lại tôi nghe, kêu chú còn chú cầm. Hỏi nguyên nhân sao thì đâm con ếch đó. Ông già đầu thai lên thành con heo. Mà chúng ta đâu có biết trước được chỗ đó, khi có những cái hiện tượng xảy ra mình mới biết. Chỉ có duy với Đức Bậc Thầy, Ngài nhìn Ngài mới biết là con người đầu thai lại lần thú. Còn chúng ta thì đa số đâu có biết. Nên có câu ngạn ngữ rằng chúng ta nếu ăn mặn đó dễ bị ăn lầm và ở lộn. Ăn lầm là mình ăn lầm vào ông bà cha mẹ mình đầu thai trở lại. Heo, gà, vịt, chó vân vân. Như vậy thì có câu chuyện thế này thì cái chú Sót Thiền đó, chú ngay ngoài cả chiên Long Xuyên á, chú đi vô làm ruộng ở Bùng Binh núi Tượng ở núi Chóc gì đó tôi nè. Thì sau khi thân với cha tôi, ông có kể thì tôi có nhớ bây giờ kể lại cho quý vị nghe. Thì khi chú vô làm ruộng trong này, cái đêm đó là chú lo dãy sân để sắp sửa cắt lúa, mà chú quên đi ngày đám giỗ ông nội. Thì ở ngoài xứ nhà ngoại thì ông em út của chú đó mới mần con heo để mà đám giỗ cho ông nội. Thì 3 giờ khuya thức dậy bắt con heo sửa soạn đâm, nó chói rồi sửa soạn bắt nước đâm á. Nhưng mà không biết tới chừng nó dãy sao mà nó sức chói ra nó chạy. Nó chạy về xóm nhau giấc đó mới la lên mới gượt. Thì nó chạy theo lộn hồi mới vậy biết nó phóng xong nó lội. Phóng xong nó lội thì các ông đó mới lớp nào mới chạy về bơi xuồng ra kiếm. Lớp thì nhảy theo kiếm nó. Nhảy mò cả tiếng hồ, cuối cùng nó lặn ngang, nó lội qua bên sông, nó chung vô cái bụi nga lá bự lắm, thùm lum như rễ, nó chung vô nằm vô. Thì nằm im ru chỏng thì các ông này kiếm cho tới sáng luôn, từ 3 giờ kiếm tới sáng luôn. Thì trong khi đó chú Sáu Thiền đêm đó chú ngủ ở trong chạy ruộng ở Bùng Binh núi Tượng, mà chú nằm cũng như nằm chim bao. Thì cái ông già ông kêu, ông nói Thiền ơi, mày chạy giết về mày cứu cha với Thiền ơi, con thằng em mày giờ nó gượt nó đâm cha. Tao mới chạy thoát, tao lậu qua xong, tao chung vô bụi nga tao trốn nè, bây giờ nó đang kiếm dữ lắm, mày chạy riết về mày cứu tao. Thì giác đó kêu khoảng 2-3 giờ khuya vậy. Mà chú ở núi Tượng hồi đó mấy em biết đâu phải đi về lại bằng dễ đâu. Nên phải xe đi mau mà đâu dễ, chú mới nằm, chú suy nghĩ hoài không biết chiếc chim bao này đúng hay sai, chú nằm. Cuối cùng tới sáng chú mới về thì câu chuyện đã xong. Khi về tới ngoại đó,
là con heo đó mà ông kiếm tới sáng cuối cùng ông kiếm gặp, xuống nhau xuồng mấy ông dạch giết, rồi cuối cùng tới đám ma thì lòi con heo lên, cho nên bắt nhau chói đem lên về mần thịt rồi tiếp tục làm đám giỗ đó. Thì khi chú Sáu Thiền chú về tới đó đó thì làm con heo rồi, đang nấu nướng đám giỗ rồi, chú mới ngồi vô bàn, chú mới hỏi anh em chú hồi hôm chú mần con heo nó làm sao cho chú kể tôi nghe. Thì thằng em nếu mới kể cấp 3 giờ khuya bắt nước mà con heo nó xúc dây rồi nó chạy đi, nó phóng xong nó lặn mà mấy anh em tôi kiếm tới sáng mới được. Khi thằng em nó kể đó thì chú ngồi chú chết chân, đúng y gan như cái giấc chim bao mà ông già ông về ông kêu. Tới dần thằng em chú kể xong y vậy, chú nói rồi anh quá chậm trễ, bây giờ ăn năn cũng đã muộn rồi, thôi giờ anh nói gì vậy? Các em tính sao chứ cái con heo này là cha mình đầu thai lại. Hồi hôm này cha đi vô tới trong chạy ruộng kêu anh đó mà anh không có về kịp, phải anh về khoảng 2-3 giờ khuya đó thì có thể cứu cha kịp, còn giờ anh mới về tới đây chắc này các em đã mặn. Thì con heo này đó là cha mình đồng thai lại. Cái đó chú kể vậy thì trong đó có số tin và có số không. Cuối cùng rồi cũng con heo đó thì cũng mặn, nấu cũng đám giỗ đó, nhưng mà chú Sáu đặc biệt là chú không ăn. Chú không dám ăn cái thịt con heo đó bữa đó. Chú lấy rau đồ gác là chú ăn thôi, chú không dám ăn được. Nên chú sau này đi vô chú mới kể cái chuyện đó cho ông già tôi nghe, là chú Sáu Thiền ở Cả Chiên. Đó là cũng một cái chuyện nhân quả là người đầu thai lại thành heo đó. Thì câu chuyện đó như tôi nghe được như thế, mấy em có ý gì thì hỏi thêm. Ta đang bu coi tôi mới chen vô, thì để trên cái giường bệnh đó cái đứa con nít mới sanh. Và lúc đó xe cấp cứu là đang chở cái người mẹ đó, chở đi Long Xuyên. Vì sanh cái nhỏ này ra cái làm như cái người mẹ đó mất sức khỏe hay sao đó, yếu lắm nên mới xe cấp cứu mới chở đi Long Xuyên đi. Thì còn ở đó là bà ngoại của đó với cái thằng cậu nó ở đó nó coi. Thì chúng tôi mới lại, mấy em biết làm sao không? Thì đi lại đó thì con nhỏ mới sanh ra mà thành ra cũng có cái miếng vải đắp ngang mình đó. Rồi trên này có cái nón len nhỏ xíu đang đội. Rồi dò cẳng nó cũng nhúc nhích, nó thôi thôi tôi lại tôi nói có gì đâu. Thì con y tá lại nó ông coi cái ót mới biết thấy đâu. Thì bắt đầu thấy cái mặt, cái miệng nó cũng nhấp nhép, cái tôi cũng múc nước nha, có chén nước tôi múc đút cho nó uống nữa. Uống nó chép chép rồi tôi mới dạch ở dưới này coi con trai con gái. Thì dạch dưới này là con trai, có con cu, đó là thằng trai nha. Rồi bắt đầu dạch cái nón này ra là mấy em biết không, dạch ra thì tôi muốn chấn dáng luôn. Có nghĩa là nó không có cái xế ngọ, nó có cái mặt nó cũng như bàn tay mình, có lỗ mũi, con mắt từ đây nè xuống đây thôi, còn đây nó không có, nó ngang đây rồi đây là máu không, bảo sao, tức là không có xế ngọ, không có tóc, nó chỉ có cái mặt giống cái cuốc mình nhé, có mắt, lỗ mũi đây, cái miệng rồi mút nước nó chép chép vậy thôi, chứ giờ cái ót đây là máu không, tức là nó không có xế ngọ, nó dẹp lép như bàn tay mình. Thì tôi hỏi ồ sao mà kỳ gì nè. Thì bắt đầu bà ngoại đó, tức là bà ngoại đó, bà còn ở đó, thì bà mới kể. Anh em tôi lại hỏi làm sao mà con của ai, thì bà nói cháu ngoại tôi, gái tôi giờ chở đi bệnh viện. Chở bên Long Xuyên rồi. Nó yếu lắm, bác sĩ nó ra ngoài, bên ngoài Long Xuyên người ta mới có thể chạy điện, tiếp hơi gì đó. Thì bây giờ nói vào câu chuyện như vậy, mấy em biết làm sao nguyên nhân cái hậu quả, sao mà sanh ra đứa con như thế là nguyên nhân. Cha nó đi sôi ớt. Cha nó đi sơ ớt là đi một đêm về là cả mấy mười mấy 20 kg, nó dưới xuồng là máu không, mà ớt đó đâm rồi cái bỏ vô xuồng có cái hầm đó, bỏ đó rồi cái đi đâm nữa, đâm đêm nào cũng đi đâm về, rồi vợ đi chợ bán, vợ đi bán ớt để mà sống đắp đổi hàng ngày. Thì suốt làm thời gian đi sôi ớt gì xuồng xuồng gì, bây giờ sanh ra đứa con là nó không có cái sọ này, nó có cái mặt không. Đó là cái nguyên nhân ở sớm với bà già vợ, bà cũng nói là nguyên nhân thằng rể tôi nó đi sữa. Mà giờ cái trả lời cái hậu quả là giờ cháu ngoại tôi gì đó, thì xuống nhau coi con nhỏ có 13-14 tuổi nghe chạy vô coi nó dở ra thấy là cái á cái nó xỉu xuống xỉu nằm dưới đất á, mấy tôi móc bọng nó lên bên cái giường bên kia, có cái mặt không, coi như ngang cái con mắt này là cái sao này nó không có, có từ ngang mắt này xuống đây thay, còn đây là nó không có chợ cái sao, rồi là máu không, tức là không có cái đầu này, không có sọ này.
để hết biết rồi, rồi nói tới mấy em nghe. Như vậy thì tới 5 giờ chiều nó chết. Bởi vì đâu có bú, đâu có mớm đâu. Tôi có múc nước đổ cho nó uống nè. Rồi 5 giờ nó chết, chết tại bệnh viện. Thì nhà cơm tôi cũng kế bên đó, rồi tôi có chạy gãy. Chạy gãy trồng đồ ăn đó làm sao. Hè cái chạy nhà cơm đó. Thì tối tôi hay ngủ đó đó. Thì bây giờ 5 giờ nó chết thì bà ngoại nó với anh cậu mới mướn. Kêu mướn mấy anh em ở sớm đó. Mướn bó đem chôn. Mà mấy em biết không, tới trường bồng nó đem chôn là đi ngang cái chạy gãy tôi. Chạy gãy tôi chống que gì nè, cái đem ngang qua cái bờ đất của ông bác sĩ Tường á. Ông kêu đem lại đó chôn đi. Cái bờ đất rộng lắm dài kìa. Đem cái xác nó ra ngoài rồi đào lỗ rồi bỏ xuống chôn chứ đâu có hầm gương gì. Nứt mà. Em biết mấy em biết không, đem ngang chạy gãy tôi nè rồi chôn. Thì 7 giờ tối rồi đem chôn. Cái đêm đó tôi nằm, mấy em biết không, nằm ngủ không được. Nó thao thức mà nó chập chờn mà cứ hồi tưởng nhớ là cái mặt đó không à. Nhớ là cái mặt cái thằng chết đó, nhớ là em chập chờn mà nó thao thức nó cần lắm. Ngủ quên chút rồi mở nhớ mở mắt ra thì thấy làm như cái mặt nó ảo ảnh mình á. Nó muốn sợ luôn vậy đó nghe. Ảo ảnh đêm đó tôi không ngủ được. Cái người này phải đầu thai làm chính cái kiếp heo để trả lại cái nghiệp mà mình đã ăn. Thì cái người này là chủ tiệm vàng ở Châu Đốc, cái người đàn bà. Sau khi bà đi chợ, bà thường mua cái kệ thịt của cái ông chủ bán heo đó, rất là vừa ý, ngon mà quen biết rồi. Bữa nay ông chủ tiệm thịt ông hết vốn đi, ông đòi nghỉ nên bà mới hùng tiền. Hùng tiền cho ông để mà mua heo tiếp tục để mần để bán. Thì trong khi hùng đó là lời chia hai, suốt thời gian mấy năm như vậy bà cũng dành dụm được một số tiền vàng bà cất riêng. Thì bây giờ được 3 năm bà hùng tiền với ông bán thịt ở chợ Châu Đốc đó. Cuối cùng bà chết đi. Thì khi bà chết bà xuống dưới Diêm Vương mới xử bà là phải đầu thai lên làm chính kiếp heo. Để mà trả lại cái tội mà hùng vốn với cái ông chủ bán thịt để mà làm cái nghề sát sanh. Thì bà đầu thai lên được 4 kiếp rồi. Cái kiếp thứ 5 này đó, nhờ cái nhân viên là bà kể hồi kiếp trước đó, bà nhờ hồi còn nhỏ đó. Nhỏ bà già có dẫn đi chùa cúng lại Phật Pháp xin gieo cái duyên đó. Gieo cái duyên đó mà hôm nay bà được cái phước nên Diêm Vương cho bà biết. Để rồi bà nói lại cho chồng cho con nghe để mà tìm cách giải cái nghiệp lực cho bà. Nên bây giờ bà đầu thai cái kiếp thứ 5 đó, đầu thai và ở trong kinh trong đồng là cái bà này bà nuôi heo để mà sống hàng ngày. Già không làm gì bà nuôi con này bán rồi tới nuôi con khác. Bây giờ nuôi con heo này rất là khôn. Nó được 30 kg mà rất là khôn. Bà văn mồm cho nó ngủ rồi nó đi ra rất sạch sẽ giống như là con người ta mình. Thì bữa nay 3 giờ khuya cái tự nhiên lâu trong mồm nó nói má ơi ra con nói chuyện này má nghe. Thì bà quản hồn cho bà nhà của mình nên mà sao có tiếng ai nói. Bà dở mồm ra bên ai mới nói thì con heo trong mồm nó con nè. Con là con heo trong mồm mẹ nuôi con đó nay nè. Bà quản hồn nói sao mày nói chuyện được. Nói dạ con có chuyện muốn nói với mẹ nhờ mẹ giúp giùm. Rồi cái nó bò ra. Rồi nói giờ mẹ lấy giấy viết con kể tên chồng con chứ mấy đứa con ở đang chợ Châu Đốc chủ tiệm vàng luôn. Mẹ cái đem giấy tờ ra ngoài nhờ chồng con vô đây để con nói chuyện kiếp trước của con đặng cho nhờ chồng con giải nghiệp giùm cho. Thì bà mới chạy đợi sớm ba đứa nít đó mà quận xin tạp với cái viết lại rồi nó mới kể. Nó kể tên chồng nó là chủ tiệm vàng, mấy đứa con tên gì kể hết. Đứa học sinh nó ghi vô sáng ngày bà mới đi đò ra tới Châu Đốc lại tiệm vàng. Bà mới hỏi ra thì đúng gì tiệm vàng thì bà người vợ đã chết còn có ông chồng. Bà đem giấy tờ đó ra bà trình, bà nói vợ của ông đầu thai lên nhà tôi, nhờ tôi cầm cái giấy này ra là để ông coi, nếu ông tin thì theo tôi vô chồng. Thì ông hỏi tới hỏi lui cuối cùng thôi ông mới đi với bà vô tới trong nhà. Thì tới nhà ông bước vô ông hỏi đâu ai đâu rồi sao không thấy nói đầu thai gì không thấy, thì ở trong mồm nói chung ra nó em đây nè là con heo ra. Thì ông chân hững nói ủa sao nói vợ tôi đầu thai về đây mà sao là con heo sao. Thì cấp đó nó nói em đầu thai về đây mà em là con heo nè. Đó mới kể là mấy năm trước hùng tiền để hùng vốn để mua thịt bán với cái ông đó, bây giờ Diêm Vương bắt làm 9 kiếp heo. Kiếp này là đầu thai kiếp thứ 5. Có những kiếp đầu thai lên tại chợ nằm trong chuồng thấy con nó đi học qua lại mà đâu có nói được, bị heo mà thấy con đi qua học ngang cửa sớm chiều là gì bà kể là gì. Rồi giờ bà nói cho mau, bà nói giờ tôi có giấu số tiền ở trên chỗ cái chổng tôi ngủ đó, ông bước thẳng lên có cục gạch nó lòi ra đó, ông cài cục gạch ra vàng với tiền tôi giấu đó.
tôi hùng với ông bán thịt mà tôi giấu riêng, bây giờ ông lấy tiền đó ra ông đem về ông cúng cho chùa, rồi kêu chùa tụng kinh cầu siêu cho vong hồn của tôi. Thì tôi mới thoát cái kiếp này được, chứ quá khổ rồi, nằm năm kiếp heo. Đó là nói ông tin rồi cái ông mới dặn bà chủ nuôi đó, nó chừng nào nó chết bà cho tôi hay, thì tôi hầu tạ cho. Thì ông đi về thì thiệt, ông về tới chỗ phòng ngủ của bà đó, ông vớ lên là ông đập cục gạch thì có số tiền vàng giống y gan như lời mà con heo nó nói. Thì cấp đó ông mới tin. Rồi ông lấy tiền đó ra thì ông bố thí, ông cúng dường đem các chùa để cho tụng cầu siêu cho bà. Thì thời gian sau thì cái đầu con heo nó chết. Con heo chết thì bà chủ nhà bả ra cho ông chủ tiệm vàng hay. Thì kia hay rồi ổng cho mướn giỏ nhắc cái hàng, cho số người đi theo vô tới trong đồng đó, khiêng con heo để trong hàng, niệm đàng hoàng rồi để lại số tiền cũng như là mua con heo đó, trả tiền lại cho bà chủ nuôi rồi chở cái xác con heo đem về chôn. Như vậy thì ông chủ tiệm vàng ổng cho người vợ hai lần. Một lần là vợ thiệt chôn bằng xác, kiếp sau là kiếp con heo đầu thai lên. Ông cũng chôn xong cất đàng hoàng làm mồ mả ở tại chợ Châu Đốc. Đó là câu chuyện chúng tôi muốn kể thêm. Thì đây quý vị thấy là đây là gián tiếp thôi, chưa phải trực tiếp. Trực tiếp đó là cái ông chủ mua heo về đâm làm thịt, đó là trực tiếp. Còn bà này chủ tiệm vàng chỉ hùng vốn để cho ông đi mua heo về, ông bàn bán bà mua ăn thôi, mà phải đầu thai giả chín kiếp heo như thế. Nhờ có cái duyên phước có đi chùa cho nên giải được 4 kiếp, còn chỉ có 5 kiếp làm heo. Còn như cái người mà trực tiếp đâm sát sanh đó thì quý vị thấy cái tội của ông còn cả nào. Câu chuyện chửi gỗ. Cái chửi gỗ này nó cũng mang cái hậu quả lớn lắm nha mấy em. Bây giờ theo kinh thánh nhà Phật cũng như Đức Thầy cho biết, con người chúng ta có 3 nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp sinh 3 điều ác là sát sanh, đạo tặc, tà dâm. Sát sanh cũng như nãy giờ mình nói đó, là có ngày sát sanh. Đạo tặc, tà dâm là do thân nghiệp. Còn cái khẩu nghiệp mình đó phạm 4 điều ác, gọi là lưỡng thiệt, ý ngôn, ác khẩu, giọng ngữ. Còn cái ý nghiệp mình sanh 3 điều ác là tham lam, sân nộ, mê si. Đó, như vậy là cái khẩu nghiệp là cái miệng mình nó phạm 4 điều ác: lưỡng thiệt, ý ngôn, ác khẩu, giọng ngữ. Ác khẩu là gỗ xả đó, ý ngôn là cái là nói dốc nói láo không có mình nói, và giọng ngữ là nói dốc láo. Cho ý ngôn là mình nghĩ cái người khôn ngoan, nghĩ là như cái người lớn mình nói hạ mạc cái người nhỏ, gọi là ý ngôn. Còn lưỡng thiệt là có nó không, không nó có, nói thêm bớt, thiêu thùa quyển quạt cho người khác, gọi là lưỡng thiệt, tức là nói hai lưỡi đó. Có nó không, không nó có. Cái chỗ Đức Thầy nói tức là lợi đằng này nói theo đằng này, lợi đằng kia nói theo đằng kia, lợi đâu nói theo đó, cho người ta gây gỗ bất hòa với nhau. Cái lưỡi nó làm thầy các chuyện, thuận với hòa hay ghét với gầy là cái lưỡi làm thầy các chuyện. Cái lưỡi cũng là ngon nhất, mà cái lưỡi cũng là một cái dở nhất. Cho nên Đức Thầy có câu rằng thiệt hiền đức nào ai mắng chửi đó. Xưa Đức Thánh luận bàn cái lưỡi, các điều việc thuận với hòa hay ghét với gầy cũng cái lưỡi làm thầy các chuyện. Như vậy trở lại cái câu chuyện này, tôi được ông chú ông kể đó, là câu chuyện này đó là cái người con của cái người chết đó hiện nay người ta còn sống trên thế gian, nên chú kể cho tôi nghe, mà chú nói mình cũng giấu cái tên, đừng có nói cái tên của cái người trả quả đó, người con người ta nghe người ta buồn, người ta nói chuyện mẹ người ta mà mình đem ra mình kể cho thế gian nghe để người ta buồn, nên chú không có nói tên người mất, người đang trả cái quả đó. Chú chỉ kể cho tôi nghe thế này. Thì cái vào cái thời năm 75 lúc đó thì gia đình của mình đó, thời kỳ đó cờ bạc dữ lắm, quýnh bài bạc dữ lắm, cho nên gần tới Tết thì cái gia đình này, cái ông chú đó, ông chồng đó, ông hay quánh đi quánh bài. Thì cỡ 28-29 là ông đầu ông đi quánh bài rồi, chưa tới Tết nên là ông đi quánh lần lần rồi, có sòng chỗ nào là ông đi quánh. Ông lấy tiền của ông mần ra ông đi quánh, lấy ghét rồi thua hết cái ông ăn cắp tiền nhà, tiền của hai người, hai ông bà mần chung đó, ông bà ông lén lén ông lấy ông đi quánh. Đi quánh cũng mấy lần cũng thua, bữa nay ngay chân bữa 30 Tết thì bà vợ ở nhà bà nấu cơm để cúng ông bà, 30 Tết rồi mà nấu ông cơm cúng ông bà, rước bà diện Tết về thì bà lo lui cui, bà nấu cơm sửa soạn bưng ra để cúng, thì bà bưng nguyên mâm cơm ra khi hạn ra cúng bàn thờ. Thì lúc này đó ông chồng đi quánh bài thua hết tiền trong túi rồi, ông phải đi về bước vô cửa nhà thì ông thấy không có ai trước, vẫn vắng que.
thì chẳng có cơ hội à. Nghe đâu bà còn ở trong bếp, cái ông bước là ông dở cái lư hương, ông kiếm cái hồi đó hai cái chân đèn với gọi là cái bộ lư đó, ông dở bộ lư lên, ông hốt tiền, rồi ông dở hai chân đèn lên ông hốt nữa. Thì trong khi ông dở bộ lư lên ông hốt mà tiền bà cắt không à, ông hốt cho một nạm vậy nè, một nạm thì cái ông vừa đậy lại thì bả chồng bà ra tới, ông quýnh hết trơn, nghe bả đi ra ông quýnh hết trơn, ông bỏ vô túi mà nhà bỏ không có vô túi mà bỏ cái nó rớt xuống dưới cái nhà gạch á, bỏ xuống lỗn cổn lỗn cổn. Cái bả ra tới bà thấy bả đang mầm cơm ra, thấy bà nói hòn ơi mấy bữa gài không nhăn không đèn ông đi cúng, rồi bữa nay là có nhăn đèn ông tính đi cúng nữa hay gì đây, ông hốt tiền ông đi cúng cho người ta nữa hay gì. Cái bả vừa la vừa nói thì ông đã gom gom tiền ông hốt, bả cấp đó bả giận quá giận, bả thấy nguyên cái mầm cơm xuống dưới đất luôn, bả đầu tay bả cào cái bàn thờ luôn, cào bàn thờ ông bà thì bả đùa xuống dưới gạch hết trơn, bắt đầu bả chửi. Bà chữ bà nói là bữa nay 30 Tết á mà cũng không để cho tôi yên vậy đó, không làm gì đó, tôi không thèm cúng ai hết, tôi dẹp luôn. Bà quăng cái mâm cơm rồi cào bàn thờ, cái bà bước không bước ra, cái bà đi theo ra tới ngoài cửa. Thì cái này có cái bà em chồng ở kế bên mới nghe la ông dùm, bà bước qua bà nói thôi chị hai ơi, đầu năm đầu hủng mà chị la gỗ chi nó không nên chị à. Bà quay ngang bà nói mày nữa, tới mày hả, anh của mày mà quấy rồi mày không khuyên can, mày còn nói tao nữa hả, nói tao là xui anh xui nó mày ha? con đỉ có chữ bà em chồng bà quản hồn, bà chạy vô nhà bà đóng cửa luôn. Đóng cửa rồi bà quay ngang tới ổng, bắt đầu ổng cấp đó ổng đâu dám đứng đó đâu, ổng đi bỏ đi, cái bà lấy cái ghế ra bà ngồi, bà ngồi trên ghế bắt đầu bà chữ, bà té nguyên chầu bà giục xuống rồi bà chữ, bà nói ông thần sở tại tại cái xã này và bốn xã lân cận, bốn ông gom về đây mà nghe tao bắt cái thằng chồng của tôi, mấy ông mà không bắt chồng của tôi đó là tôi cho mấy ông ăn cám sú. Bà dám nói với ông thần cả đời, bà chữ gì, bà kêu mấy ông thần sở tại rồi bốn ông thần bốn xã giáp với cái xã nhà của bà, bốn ông năm ông về đây bắt cái thằng chồng của tôi, không bắt tôi cho ăn cám sú. Bà chữ xong rồi bắt đầu là kêu vậy rồi bà mới chữ nha. Bà nói cao cao chi tổ diễn diễn chi tông, thúc bá đệ huynh cô nhi tỷ muội đẳng đẳng chương hầu. 36 họ cha, 33 họ mẹ, họ sống, họ chết, họ hết, họ còn. Họ mòn, họ siêu, họ gã, họ banh, họ thành, họ bại. Gom về đây mà nghe tao chửi. Chửi thằng chồng đó. Đó bà kêu hết trơn, bà ghéo từ cao cao chi tổ là chót vót quan động có ngoại. Diễn diễn chi tông là xa đời với ông cố nội. Cô nhi tỷ muội là cô là em của cha, nhi là em của mẹ, tỷ muội là anh em. Đẳng đẳng chương hầu, 36 họ cha, 33 họ mẹ, bà kêu cái không còn bên nào. Cả phồn dòng họ gom về đây mà nghe tao chửi. Thôi bà chửi cái buổi đó rồi cái rồi biết hôm qua cái Tết đó, qua một năm sau bắt đầu bà lâm cái cơn bệnh. Bà lâm cơn bệnh. Bà bệnh bà ho một cái, em biết nghe chú Út chú kể, bà ho cái ra máu. Bà ho cái là máu nó xà ra. Bà ho miếng mắt ho cái máu nó xà ra. Rồi đó bắt đầu con cháu bà chở đi điều trị uống thuốc. Cuối cùng là cũng không hết, bắt đầu ho là máu nó ra. Nhiều lần như vậy cuối cùng là cái lưỡi của bà đó, cái bữa của bà nó le ra luôn. Nó không rút vô, nó đưa ra ngoài, nằm ngoài luôn. Mà cái lưỡi nó nứt găng, chú nói như là bản đồ thế giới. Nó đe ngoài này luôn, không, nó không rút vô, nó chám cái miệng. Bây giờ chở đi bác sĩ ra bệnh viện, cái người ta chích thuốc, ta làm đủ cách hết trơn mà không rút vô. Cuối cùng là mắc đâm cái ống. Đâm cái ống vô tới bao tử mình đó. Đâm thập cái ống vô đó rồi bắt đầu mỗi khi cho ăn là phải, cháo cũng phải quay ra hình sinh tố rồi bơm vô. Sữa cũng bơm vô cái ống đưa vô bao tử cho bà không ăn được. Bị cái lưỡi lè ra nó chám đây mà nó nứt găng hết, mà mấy lần ho là ra máu, ho ra máu. Rồi bác sĩ nó làm được nhiêu đó, can thiệp nhiêu đó chứ không điều trị gì được nữa, cái trả về nhà. Các con cháu bỏ chở về nằm như vậy là 8 tháng, bà chịu đựng 8 tháng vậy nằm đó mà miễn ho là ra máu, mà ăn thì phải bơm sữa, bơm cháo đặt vô chứ không có nhai được. Nằm 8 tháng như vậy thì chú mới nói, chú mới vô chú thăm, nghe nói bà đau vậy chú vô chú thăm. Thì bữa đó chú vô chú
thấy trên trán cái quả gịnh mồ hôi mà chí nó bò ra. Chí nó bò ra chú gờ cái đầu là lạnh ngắt rồi, chú mới nói với mấy người con của bà đó, nói là chị hai chết rồi. Chí nó bò ra là báo hiệu là chị sắp chết, một hai ngày trở đây chị chết rồi. Chứ không sống nữa đâu, bị nằm 8 tháng bị hành cả đó. Thì mấy người con ở xóm nhau cũng lo vậy chứ biết sao giờ, thì nói cho mau chú nói cuối cùng 3 ngày sau bà chết. Mà bà chết từ cái hiện tượng đó, hai con cái bữa đầu tiên hai con mắt của bà chớp. Bà chớp lia chớp lia vậy nè. Lại kìm không được luôn, bà chớp lia cần nheo và giật giật hai mắt. Làm một ngày như vậy. Cái dần hai con mắt á không còn chớp nữa, nó nhắm xuống rồi thì cái miệng của bà. Cái miệng của bà là cái lưỡi nó nằm ngoài vậy đó, mà hiện nay là hai cái môi nó ngáp gì nè. Hả ra táp vô, hả ra táp vô, ông nói cũng như là cái cần sáng cạp. Nó đụng với mấy cái răng nghe gỗng 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 gỗng. Là cái miệng ra ngáp gì. Một ngày khi mà cái miệng không còn ngáp nổi nữa, không còn hả ra ngáp vô nữa thì tới cái ngực. Cái ngực là phình vô phình ra, phình vô phình ra. Cái ngực một ngày tới cái bụng. Cái bụng cũng phình vô phình ra, phịch vô phình ra, cũng như là mình thở mạnh phịch ra hốt vô. Một ngày nữa. Rồi là tới hai cái tay. Hai cái tay chú nói nằm mà cứ dở lên dở xuống mà đập ở dưới cái chổng, đập mà bóp 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 hoài, kêu bằng lỡ hai bên này chân mà vẫn đập hoài. Một ngày nữa tới chừng mà hai cái tay không còn đập nổi nữa, nó liệt xuống nằm xuống á, thì vào tới hai cái giò. Hai cái giò cũng dở lên, cái dở lên cái dở xuống mà bỏ gầm 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 gầm, chúng lấy cái gối mà chim chứ không thôi là rồi chim cho nó đỡ vậy thôi, nhưng cũng vẫn dở lên dở xuống hoài. Thêm một ngày nữa tới chừng mà hai cái giò nó liệt không còn dở lên xuống nổi, thì hai cái bàn, cái bàn chỉ thiên bàn chỉ địa gì nè, cái chỉ thiên chỉ địa rồi là bắt đầu mới chịu chết. Thì từ hồi chết từ trên này chết xuống là 7 ngày. Thì chú nói khi mà hai cái giò không còn cử động nữa, cái gì lên chỉ xuống thì coi lại là con mắt của bà nó chảy nước vàng. Con mắt nó chảy nước vàng 7 ngày. Như vậy thì chú mới nói theo kinh Di Thức Luận cho biết đó, cái hiện tượng mà con người chết như vậy thì sẽ đi về đâu. Thì chú mới đọc cái đoạn văn thế này. Tức là trong kinh Di Thức Luận cho biết là đảnh thánh Phật, nhãn sanh thiên nhân tâm ngã quỷ khúc, bàn sanh cước tế ly, địa ngục cước bản xuất. Có nghĩa là cái người ta chết mà con mắt nóng đó, cái chán nóng đó sanh về cõi Phật. Cái chán nóng sanh về cõi Phật, mà con mắt nóng đó là sanh về cõi tiên. Mà cái người cái ngực nóng đó là sanh về cõi người. Ai cái bụng nóng đó sanh về ngã quỷ. Rồi cái hai đầu gối nóng đó sanh về súc sanh, là con này con kia. Mà cái bàn giò nóng đó, hai cái gót nóng đó sanh về địa ngục. Như vậy thì chú nói cái bà này bà chết là từ ở trên cái đầu chết xuống. Từ trên trán chết dài 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 xuống, cuối cùng tới hai cái giò hai cái gót không còn nhúc nhích nữa là bà chết. Tới cái cuối cùng là linh hồn ra chỗ cái gót giò. Như vậy thì linh hồn của bà này là xuống địa ngục. Cái người thông thường, cái người có tu hoặc cái người mà làm phước á, thì người ta chết á, mấy em nó nhớ ngàn chết từ dưới chết lên. Có khi cái chết hai cái giò chết trước, dưới này chết lên, chết từ từ lên tới nửa người lên già lên tới trên là tới nóng cái ngực. Đó là thông thường là vậy. Còn không là chết từ trên chết xuống là sa xuống địa ngục. Thì thôi giờ đó thì câu chuyện thứ ba mà chúng tôi muốn nói là do cái nghiệp mà chửi rủa như thế nên cái quả là hành cho quả nằm 8 tháng mà đưa cái lưỡi ra ngoài không có rút vô được, không ăn được bằng cách bơm nước, rồi cuối cùng quả chết là linh hồn xa địa ngục.